Xin chào tất cả các bạn, Nguyễn Hòa có mặt ở đường Ngô Quyền ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nguyễn Hòa chuẩn bị tham quan chùa Phật Ân, mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Đây là quang cảnh con đường Ngô Quyền, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô tham quan chùa Phật Ân, mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Đây là quang cảnh cổng tam quan chùa Phật Ân, còn gọi là trường trung cấp Phật học. Và ngôi chùa này được thành lập năm 1950, hiện nay cũng đã hơn 70 năm rồi các bạn ơi. Đây là quang cảnh cổng tam quan chùa Phật Ân ở đường Ngô Quyền, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nguyễn Hòa đang tham quan và trải nghiệm. Và bây giờ Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô cổng để tham quan bên trong chùa Phật Ân. Mời các bạn cùng tham quan và khám phá với Nguyễn Hòa nha. Quang cảnh mặt tiền khu chánh điện chùa Phật Ân ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Và bên dưới là khu giảng đường. Trước mặt khu giảng đường có bức tượng Phật Di Lặc ngồi trước mặt khu giảng đường. Và trên tầng 1 là khu chánh điện. Và đây là quang cảnh mặt tiền khu chánh điện chùa Phật Ân ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Và Nguyễn Hòa bước qua bên phải, bắt gặp một bảo tháp bên trong khuôn viên chùa Phật Ân. Và bên phải bảo tháp là điện thờ Phật Quan Âm. Dù khuôn viên chùa không rộng nhưng được bài trí sắp xếp rất gọn gàng và khang trang. Bây giờ Nguyễn Hòa chuẩn bị bước lên khu chánh điện để tham quan bên trên khu chánh điện. Giờ Nguyễn Hòa đang bước từng bậc thang để lên tham quan trên khu chánh điện. Nguyễn Hòa đang bước từng bậc thang để lên tham quan trên khu chánh điện chùa Phật Ân. Và đây là quang cảnh bên hiên khu chánh điện chùa Phật Ân. Đây là quang cảnh lớp học tăng sinh và bên hông khu chánh điện chùa Phật Ân. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Đây là quang cảnh bên hông lớp học tăng sinh
và bên hông khu chánh điện chùa Phật Ân Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Và đây là quang cảnh bên hiên trước mặt khu chánh điện. Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô để tham quan bên trong khu chánh điện. Trước mặt khu chánh điện là Nguyễn Hòa bắt gặp một bức tượng Phật. Bây giờ Nguyễn Hòa chuẩn bị bước vô tham quan bên trong khu chánh điện. Đây là quang cảnh bên trong khu chánh điện chùa Phật Ân ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Bên trong chánh điện cũng có một cái trống rất lớn các bạn ơi. Nguyễn Hòa tham quan bên trong khu chánh điện chùa Phật Ân. Và trong chánh điện cũng có một quả chuông đại hồng chung rất lớn các bạn ơi. Và trên chính giữa bàn thờ trong bên trong khu chánh điện là bức tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngôi chùa Phật Ân được thành lập năm 1950 và đến nay cũng đã hơn 70 năm rồi các bạn ơi. Và đây là toàn cảnh bên trong khu chánh điện chùa Phật Ân, Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Đây là toàn cảnh trong khu chánh điện chùa Phật Ân. Ngôi chùa có tuổi đời hơn 70 năm rồi các bạn ơi. Và bây giờ Nguyễn Hòa chuẩn bị tiếp tục bước ra sau lưng khu chánh điện để tham quan khu tổ đường. Mời các bạn cùng tham quan với Nguyễn Hòa nha. Và đây là quang cảnh bên trong khu tổ đường chùa Phật Ân, cũng là tham quan và trải nghiệm.
Nguyễn Hòa tham quan khu tổ đường giáp sau lưng khu chánh điện chùa Phật Ân. Đây là quang cảnh khu tổ đường sau lưng khu chánh điện chùa Phật Ân, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Và đây là toàn cảnh khu tổ đường. Đây là toàn cảnh khu tổ đường và khu chánh điện chùa Phật Ân ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nữa mà tham quan và trải nghiệm. Toàn cảnh bên trong khu chánh điện chùa Phật Ân, Nguyễn Hòa đang còn tham quan và trải nghiệm. Bên trong chánh điện cũng rất rộng các bạn ơi. Và trên bàn thờ là thờ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyễn Hòa đang tham quan tượng Quan Âm Tự Tại khuôn viên chùa Phật Ân. Đây là điện thờ Phật Quan Âm Tự Tại. Từ ngoài cổng bước vô, chúng ta sẽ bắt gặp bên tay trái có điện thờ Quan Âm Tự Tại. Nguyễn Hòa đang tham quan và trải nghiệm. Bây giờ Nguyễn Hòa tiếp tục bước qua để tham quan bên trong khuôn viên chùa Phật Ân. Và đây là toàn cảnh trong khuôn viên chùa Phật Ân ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Chúng ta tham quan và trải nghiệm.
Mặc dù khuôn viên chùa không được rộng, nhưng mà được sắp xếp bố trí rất gọn gàng và khang trang.